đem cây lên trưng bày. 0903 693 667. Này, chào mọi người á, mình đang có mặt ở vườn mai Ba Dên á, vườn mai bonsai nghệ thuật Nguyễn Xuân Hà, rất là nhiều cây. Này, bữa nay người ta đi triển lãm á, người ta đem cây về á, những cái cây đi triển lãm nè, triển lãm ở hội hoa xuân, ở hội 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 hội, hội sinh vật cảnh á, lễ hội mai vàng á. Mấy đem về vườn này đâu đó thì có khoảng, mình đếm á, phỏng phỏng á, trên 1000 cây á. Đó, mà anh em xem nè, cây thì người ta cơi lên cái đôm á, cao ráo sạch sẽ hết á, tay cần ta làm, nói chung là nó ít à, nó không có nhiều, mà nhìn cái cây nói chung là nó phê phê làm sao á. Cây rất đã. Quá đẹp á. Sushi. Như gốc này lúc mà còn trong cái chậu, còn tay cành này rất là lớn á, ép vào cái chậu nhỏ khổng lồ luôn á. Rất là nhiều á. Mai nghệ thuật à, nói chung là cũng có nhiều người á, đây nhiều người thích, nhưng mà bởi vì kinh tế nó không có, cũng làm mai nhưng mà không có làm được như thế này, nói chung kiểu làm mà theo nhu cầu của khách đó. Khách người ta cần rẻ tiền mà người ta thích bông nhiều nữa đó, thì người ta làm á, nó cho nó có bông nhiều dễ bán á, là giá nó rẻ. Còn này là nghệ thuật á, người biết chơi đâu, người biết chơi rồi người ta ta cần, nói chung là đậu đẹp á. Mê ly dấu giường à, quá trời luôn á. Hàng mini nè, anh em tham khảo á.
Nhưng để quay hết 1.000 cây này thì rất là nhiều thời gian á. Đó, chúng ta có tham khảo á. Từ cách làm, cách thiết kế rồi á. Lên đô mà nhìn cái nó sạch sẽ. Quá nhiều á. Nè, cây nguyên thủy á, nút nụ nhiều nè, có thể là chỉ để làm giống á. Nụ dữ lắm, nụ nụ bự bự không à. Chậu tượng á. Lên cái đôn này á, cái bộ đế nó ngang ngang với tầm mắt á, chúng ta nhìn nó rất là đẹp á, ngang cái tầm mắt của chúng ta nhìn nó, cây nó rất là đẹp sạch sẽ. Còn cây đẹp mà chúng ta để trà trà tí đất á, nhìn nó không có đẹp á. Văn nhân nè, kỹ thuật làm á, người ta không có ghép nhiều á, một hai bo thôi, nó lòi đường thân ra đẹp á. Còn miền Nam á, nói chung kiểu á, làm kiểu bị ăn liền á, làm cho nó lẹ đó, nó lẹ thì phải tàn cho nó nhiều á, ấm tàn nhiều bán cho nó nhanh, thu hồi vốn lẹ, chung cái nào cũng có ưu điểm á. Miễn sao làm nó có tiền, nó duy trì được mức sống á, duy trì được cuộc sống là được ha. Đó, còn ở đây thì cao cấp hơn, làm đẹp hơn á. Chất trồng đây mình hỏi là đây người ta trồng đất phù sa. Đó, rồi sau này người ta trồng thêm đất phù sa, trồng với vỏ đậu rồi nữa. Đất phù sa trồng á. Đây 1.000 cây nè đó, nếu mà tính giá trị ở trong đây á, một cây trung bình đi, thấp nhất thì đâu đó mình tính trung bình á, khoảng 1 triệu thì 1.000 cây là 1 tỷ rồi á. Nếu mà cũ quá, sức cũ à đó, người ta những cây đi triển lãm mà người ta đem về á,
mình trưng bày hội hoa xuân á, ở trưng bày ở hội thi mai vàng người ta đem về á. Chậu nhỏ mà rất là nặng á, vì trồng chắc trồng là đất á, rất phù sa. Cây bự này ghép có 3 bo thôi, đẹp á. Cây giáng long á, người ta cắt á, những nhánh thấp chừa nhánh ở trên á. Quá đẹp á. Đây, cây này người ta mới đem về nè. Chậu nhỏ thôi, chậu có 4 tấc thôi á, mà rất là nặng á. Nè, tiếp tục chúng ta đi xem tiếp à. Những mini này. Xuống lá nhìn cây nó rất là đẹp á, nó phơi ra cái đường nét uốn lượn nè. Quá đẹp à. Dài dài ở trong á, quá nhiều luôn á. Ghép à. Cây giống này rất là mạnh á, xương mọc thù lù luôn à.
Phía bên đây là hàng tuyển không á, rất là đẹp. Cái này nó rất là mạnh đó, cổng xương nó mập mập không à. Nó sung á, sung sức. Đế này cũng khéo à. Ôi, ta cắt ta ghép lại ha. Quá đẹp. Hàng chân dài nhìn đã, chân dài mà thân quái nữa. Giáng long truyền thống á. Tiếp theo ta coi hàng phôi nè, phôi quái nè. Phôi quái à. Là những cái phôi á. Phôi người ta trồng đâu à. Sữa hồi xưa ở đâu á. Gốc nơm kiểu tự nhiên á, không có bị rập khuôn á. Thôi hàng tương lai á. Quái dị không à, người ta đang ghép à. D5K hay gì nè, dảo gì nè. Toàn là quái không á. Đây, cây mini. Bên đó đẹp hơn không? Bên đó là đẹp. Hàng bên đây đẹp. Quá trời luôn. Uống lượng à. Thì lung 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 không mà, người ta đâu có lấy tàn nhiều. Ừ. Mấy đó hàng tương lai nó không có 102 luôn á. Kia mấy chú đang đang ghép nó tướng với một cái rất là đẹp, cái hình nhỏ thôi nha. Thôi.
mỗi cây một nét, không nào giống nào hết. Còn bên kia nè, nhiều dữ lắm à. Ở dưới đây nữa nè, mai nghệ thuật á, cả ngàn cây á. Trong cái lưu nè, nhìn đẹp á. Cái gì vậy, đứt dây hay gì vậy, chút xíu cũng quá vậy. Mỏi hả, quay đứng đi, quay đứng một cái đoạn clip quay chút chút, đứng giờ quay ngang đi, quay 100 clip đi, nhiều nhiều vô clip ngắn á, mỗi cây là clip 15 giây. Mê mẩn à, quá sức à. À, tiếp tục tao quay tới hình này á. Chân dài, chân gốc cũ, đế đẹp, mặt thân đẹp nè. Nhất đế nhị thân tam cành, tứ bông á, tứ tán đâu. Đế đẹp, thân đẹp, cành cành thì sữa đẹp, ghép nữa là cái bông đẹp nữa. Đế này sổ xuống tới đây luôn, đang bè đế đang lên á, ấm rễ sổ xuống cái dữ dằn lắm á. Hàng này quá đẹp á. 2 4 6 8 10 12 cây á, quá trời đẹp á.
13 cây. Hàng trong hàng ngoài. Bên đây ạ. Cây này rất là đẹp á. Quái dị luôn. Cái này rất là đẹp á, nhỏ mà đẹp gì đâu, đẹp lắm, quái. Tiếp qua cái hàng hàng đại á. Bông sai đại nè. Đế quá trời luôn. Cái cây này đẹp thiệt chứ bộ, cái cây nhỏ nè.
Ừ, 5 triệu mua cái đó được á. Thiệt chưa, nó đẹp thiệt. Cái đó 5 triệu mua liền á. Hả? Nhỏ xíu mà, chậu có 2,5 tấc mà. Kệ đẹp thiệt. Cái không có bông. Nó quái, cái đó không có kiếm, không ra thứ hai luôn, nó liền cái đầu luôn rồi. Cũ rất là to. Cái này chế lên vòng cái đặt luôn á. Ghép có 3 bo thôi nè. Rất đẹp á. Ta xuống cây rồi. Bự bự không á. Cây này qua trong triển lãm nè. Mấy cây này quá nha, quá quá. Cây này quái nè. Ừ. Cây đầu tiên cũng đẹp nữa. Ba cây này đẹp thiệt. Một hai ba nè, đẹp thiệt không? Cái này cũng đẹp anh nhỉ, Ừ. nhìn cái đẹp nhỉ, cái nào cũng kiểu đẹp, nó người ta sưu tầm hay sao ấy. Làm vườn nghệ thuật mà. Đẹp thiệt. Cái này sao mỏng, nếu mà tạo được phải tìm đúng không? Ừ. Cái rễ Chân là ăn à? Đây chân là thứ thiệt đó hả? Thấy không? đấy, Chân mông đầy đủ. đừng động rớt của người ta đó, Hả? đụng rớt của người ta đó hả. Nếu mà rớt, cái này tôi sẽ đặt cho mình mua cái này. Hãy subscribe.
như con vịt nhé. Đường co lắc léo. Gần ta vô không? Tính ra người ta đi gà. Mê mẩn. Bên đây cây đẹp ở bên đó không? Này nè đẹp. Bạn bây giờ đứng mấy này nè chừng 15 20 giây mấy cái này nè, này 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 đó. Cái nhỏ là đẹp không? Nó xíu là đẹp. Xinh nhỉ. Chưa.
Khủng khiếp lớn, quá nặng nề.
Giống mày nó mạnh nè, nó mừng mỡ mừng mỡ mừng mỡ mừng mỡ 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 chứ mấy giống nó yếu là bẻ nó hư cây, mấy giống mạnh nè nó người ta làm nó mạnh cây. Không phải cây này cũng đẹp nè, mà không đẹp bằng cây bên kia nãy, này là 60 triệu nãy, cây này đẹp thiệt, giống cái nó liền lại. Có cây như có cây này nhè mà đúng không? Nhớ. Kỳ mua 500 cây thứ đó mà. Bông trà bá lửa luôn. Ừ. Bông bự thiệt.
Dạ. Chưa, em chưa có về nhà anh ạ. Hứa 6, 7 mới về nhà. Ở khi xe, ở khi nhà xe thì nó không chọn, chỉ đi điện thôi. Thu Tân. Số này. Dạ vâng, số này luôn. Ba cây trồng chung chậu hả? Ừ, dễ thương hả? Gia đình hạnh phúc. Dễ thương nhỉ? Chồng vợ với đứa con. Về. Chán cây bụi chán rồi.